Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được chia sẻ bộ đề tham khảo thay bằng lái xe tại Mỹ, bang Minnesota, phiên bản song ngữ Anh Việt, đề số 6. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người.